VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xu hướng của các phòng hát karaoke chuyên nghiệp ngày nay thì không còn sử dụng các cuốn album để tìm bài hát hay là remote để chọn bài hát nữa, mà thay thế vào đấy là màn hình cảm ứng với chức năng chọn và tìm bài hát vô cùng chuyên nghiệp và thông minh. Lần trước thì các bạn cùng VDA tìm hiểu về màn hình Agnot ST226 rồi, và ngày hôm nay thì VDA mang đến cho quý vị một lựa chọn nữa, đấy là màn hình Kara 22 inch. Đây là màn hình thế hệ mới đang làm mưa làm gió trên thị trường Việt Nam. Vậy thì nó có những tính năng gì nổi trội? Hãy cùng VDA trải nghiệm sản phẩm nhé! Về thiết kế, nhìn bao quát toàn bộ thiết bị sau khi lắp ghép là một cảm giác chắc chắn, đẹp mắt và sang trọng. Màu chủ đạo của sản phẩm là màu trắng sữa, viền bên ngoài màu vàng đồng. Màu sắc của màn hình tone sệt tông với chiếc đầu Kara M10. Màn hình có kích thước 22 inch được bọc bằng nhựa nhám, dẻo khá là chắc chắn. Viền bao quanh được làm từ nhôm, phủ màu vàng đồng. Màn hình gương có một lớp phủ mờ chống lóa, nhưng khi hoạt động trong điều kiện bị lóa sáng thì nền hiển thị vẫn sáng rõ. Đây là điểm được đánh giá cao ở màn hình Kara 22 inch này. Phần chân màn hình có chiều dài khoảng 85cm, màu đen nhám, được làm từ sắt mạ tĩnh điện. Ngay phía sau là logo của hãng nổi bật trên nền đen nhám. Về chất lượng hình ảnh, giao diện có chất lượng tốt, hình ảnh sắc nét. Nội dung trên màn hình được hiển thị gần như là đầy đủ tất cả các nhu cầu điều khiển, cài đặt máy. Chúng ta có thể tìm kiếm bài nhạc, duyệt theo từng chủ đề nhạc, từng ca sĩ. Ngoài ra thì khi đang phát karaoke, bài hát cũng được hiển thị bởi một cửa sổ nhỏ ở góc trên bên phải. Nếu như có nhu cầu nhìn lời bài hát ngay trên màn hình thì chỉ cần nhấn chọn, màn hình sẽ tự phóng lớn lên. Về độ nhạy màn hình, chức năng cảm ứng khá nhạy, phản hồi tốt. Các thao tác vuốt chạm đều được phản hồi khá đúng ý. Chỉ cần chạm nhẹ là bạn đã có thể thao tác được ngay lập tức. Về giao diện sử dụng, màn hình Kara 22 inch có giao diện bắt mắt, nhiều màu sắc, thân thiện với người dùng, giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng. Đánh giá một chút về ưu và nhược điểm, chúng ta có thể thấy sản phẩm có ưu điểm là giao diện thân thiện với người dùng, màn hình cảm ứng nhạy, màn hình phủ lớp chống lóa, hiển thị khá tốt trong điều kiện ánh sáng quá nhiều và bị lóa. Thiết kế đẹp mắt giúp cho phòng karaoke trở nên chuyên nghiệp hơn. Về nhược điểm thì màn hình Kara 22 inch có kích thước tương đối lớn, không thích hợp với những không gian gia đình nhỏ hẹp. Màn hình không cường lực, dễ hư hỏng nếu không may rơi ngã. Qua nhiều đánh giá khá là chi tiết vừa rồi thì VDA hy vọng là đã cung cấp đầy đủ những thông tin bổ ích giúp cho việc giải trí của gia đình bạn thêm dễ dàng và thuận tiện hơn. Và để đạt được hiệu quả cao nhất thì VDA khuyên bạn là nên mua trọn bộ sản phẩm bao gồm một đầu Kara M10 4TB có giá 12.400.000 đồng và một màn hình Kara 22 inch có giá là 7.200.000 đồng. Và đừng quên là tại VDA của chúng tôi luôn có phòng thử để quý vị trải nghiệm thực tế chất lượng sản phẩm, và tại đây quý vị còn được nhận những phần quà hấp dẫn từ VDA nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.